Hồi giờ muốn giới thiệu đến tác phẩm Lục Độ Tập Kinh của Ngài Khương Tăng Hồi. Lục Độ Tập Kinh là một tác phẩm rất đặc biệt. Xét về văn thể và nội dung thì ta biết rằng tác phẩm này không phải là tác phẩm dịch thuật từ Phạn ngữ, là một tác phẩm su khảo biên tập, trong đó có nhiều đoạn lược khảo hoặc là biên dịch từ nhiều kinh điển, và có những đoạn văn hoàn toàn nhớ là Tăng Hồi viết, ví dụ giống như là về thiền. Lục Độ Tập Kinh là nguồn kinh nói về sáu độ, tức là bộ thị tri dạy dần nhập tính tạnh thêm. Đồ là còn nghĩa là vượt qua. Paramita đó. Paramita. Bây giờ chúng ta có bộ thị đồ tri dạy đồ này, dần nhục đồ, tính tạnh đồ. Chính tận đồ và thiền tình đồ, thiền định đồ và minh đồ, tức là trí tuệ đồ đó. Minh ở đây mà nghĩa là trí tuệ. Ba quyển đầu là nói về bộ thị đồ, còn cả quyển sau một quyển nói về một quyển đồ, trong cảnh đồ còn lại. Mỗi đồ thì có nhiều đoạn dịch trong các kinh. Ví dụ trong bộ thì Ta La Nài Quốc Vương, Tạc Hoa Đàm Vương, Tu Đại Noa, Phật Thiệt, Tử Tán. Nhưng mà điểm đằng nói là Khương Tăng Hồi là người khởi xướng thiền học ở Việt Nam. Chính Ngài là người dạy cuốn kinh An Bang Thủ Ý và Lục Độ Tập Kinh, cũng có thể xem như là hai tác phẩm kinh điển và hai cuốn sách giáo khoa để mình dạy thiền học cho người Việt Nam. Chúng ta biết á, danh từ thiền định nó được xuất hiện trong nền học của Phật giáo Việt Nam ngay từ năm tháng đầu tiên của kỷ nguyên Tam Nguyên. Sao con ngồi? Chúng ta thấy năm trong cuốn sách Tự Thập Nhị Chương đã có nói về thiền định. Sách Lý Học Luận á thì không nói gì đến thiền hết. Còn là vì sách này chủ trọng việc biên nó bên ngoài cái vụ mà bên đó là sao giờ rưỡi mới quyết được nha, giờ đang học. Nhưng bài. Mà thực tế là thiền học đã có sư có mặt những cuốn sách về thiền. Nó được vào nước ta. Theo nghĩa em, kiểu em ở đây xin phong đại thương và cả sư cường đồ đem đến. Thiền học của Ngài Khương Tăng Hồi không chỉ là nói về thiền định, không chỉ nói về những phương pháp hành thiền, mà còn đề cập đến cả vấn đề triết học Phật giáo và cả tâm học Phật giáo. Trong một cuốn kinh An Bang Thủ Ý, chúng ta thấy Khương Tăng Hồi nói
thiền học của mình nó liên hệ đến tâm học, liên hệ đến triết học, tức là Khương đang ngồi cho rằng là chi, trong một thời gian bằng một ngón tay, bằng một bụng ngón tay, tức là người này cũng khoảng thời gian bằng một cái bụng ngón tay, tâm ý ta có thể trải qua 960 lần chuyển niệm. Nhanh không? Quá nhanh không? Trong thời gian một ngày một đêm, ta có thể trải qua 13.000 ức ý niệm. 13.000 ức ý niệm. Dùng phương pháp đếm hơi thở, đúng không? Ta có thể trừ bỏ 13 ức niệm không trong sạch ấy. Như vậy phát biểu này, như cho mày biết giống như một cái bụng ngón tay này là đã có mấy 960 lần chuyển niệm. Trong một ngày một đêm có đến 13.000 ức niệm không trong sạch. Ngài khi nâng hồi tu chỉnh, ngài nói để nhìn thông sổ như vậy. Chúng ta sẽ đọc sách cổ xưa nhỏ nhỏ nói chứ nhất gia sánh bất kể, ngũ đêm sách ra tấm kệ. Ngay một đêm bằng tấm kèm bên một cái bụng ngón tay thôi 960 lần, còn trong cái 27 thì mày bị suy nghĩ ha, cấp được. Thế thì ngài khứ mới ngồi tu thiền lại đạt được những mức mà chúng ta nghe qua một câu ngài phát biểu là chúng ta phải nghe mức độ quyến thâm để chứng ngộ đạo thiền thế nào. Quay trở lại án ba, tức là anapana có nghĩa là hơi thở. Thủ ý là sự diệp tâm, định tâm. An ban thủ ý là dùng phương pháp điều khiển hơi thở để điều phục tâm ý. Có sáu pháp gọi là lục diệu môn mà chúng ta học. Một là sổ tức môn, điều phục thân thể để hơi thở từ 1 đến 10. Tập trung tâm tư vào sự đệm để diệt trừ đoạn tâm, đi vào định. Thứ hai, tùy môn, tùy môn nó theo dõi hơi thở, ý thức hơi thở trong từng giây, sự ra vào hơi thở, bỏ con số mà theo hơi thở. Ba là chỉ môn, chỉ là dừng đó, tức là bỏ sự theo dõi hơi thở để thể hiện sự ngưng bặt. Bốn là quán môn, tuy ở trong đình nhưng mà tề giác chứ phát hiện, phải quán về tâm, về ngủ ấm và những quan điểm sai lạc như ngã sợ để khai mở tề giác. Năm là hoàng môn, xoay về quan sát từ tâm để phát từ quan điểm nhìn nguyên về chủ thể, quan sát đối tượng và phát từ ngã chấp. Sáu là tình môn là trạng thái
vô phân biệt của chủ thể và đối tượng. Hàng nhà không nên vướng mắc vào đó, phải vượt qua trạng thái này để trí tuệ chứng minh hoàn toàn hiện lộ. Đó là lực dường ngôn, đang xuống pháp ám bán thủ lực. Phương Tăng Hồ còn định nghĩa về tâm. Quan niệm thiền học, tâm là không có hình tướng, không có hình tướng, không có tiền, không có trước, không có sau. Tâm là vi diệu, vi tệ, cũng có hình. Sợ gì có người mà chưa ngộ đạo là do gì? Do chúng sanh kiến tâm, do tâm bị lục tinh lôi kẹo, bị lục tinh hai trong một từ, nó hơi đặc biệt, khác vì bị lục tinh. Lục tinh đó là gồm chi? Lục tinh, bị lục tinh lôi kẹo, và trong một ngày, một đêm có 13 ức để niệm xâm nhập. Lục tinh là nó gồm có già, nhị, thiệt, thân, ý. Còn giờ đổi không cho làm kìa, 500 ngày thôi. Già, nhị, thiệt, thân, ý con gọi là nội tinh, bên là tiếp xúc ngoài tinh, ngoài là bên ngoài. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, xúc, pháp. Đó. Như vậy sáu căn tiếp xúc với sáu căn, sáu căn là nội tinh, sáu căn ngoại tinh, hai anh này gặp gỡ nhau tạo ra lực tinh. Mỗi đàn qua lực tinh thì thường thường là ta là tạp niệm, là uế tạp. Như vậy những ta hành của lực tinh làm cho con người bị ô nhiễm. Nhưng ta hành của lục tinh thì nhiều vô số kể, nhiều lắm. Một ngày chúng ta mở mắt ra chúng ta tiếp xúc được bao nhiêu? Mắt ta mùi lưỡi thân ý là chúng ta tiếp xúc bao nhiêu thứ? Thanh trần, lục trần. Một người mà tu tập an ban thủ ý, tức là tu đạo thiền theo pháp an ban thủ ý, thì người hành giả sẽ chứng được an ban, tâm bừng sáng. Dùng cái bừng sáng này để mà quán chiếu thì tâm còn gì là tội tâm, không có điều gì mà không thấy. Như vậy thông qua lời từ giới thiệu sách an ban thủ ý, chúng ta biết được cái tư tưởng thiền của ngài Khương Tăng Hồi trong buổi đầu dạy cho các thiền sinh Việt Nam là như vậy. Về thiền thì Khương Tăng Hồi cùng chia thành bốn cấp độ thiền ở trong lục độ tập kinh, trong chỗ mục thiền định. Bốn trình tự của thiền, tức là tự thiền, như phương pháp thiền, chính tâm, nhất ý, tập trung điều thiền, duy trì trong tâm. Ý thức nghĩ niệm nhớ dơ bằng để mà khử diệt. Rồi bây giờ chúng tôi đề cập đến bốn thiền. Một là phương pháp thực hành của nhất thiền, tương ứng bên trong kinh Nguyên Thủy gọi là sơ thiền.
Rồi, mấy vị nghe chú kỳ về phương pháp thực hành của nhất thiền như thế nào. Đầu tiên là từ bỏ tham ái, ngủ yêu là sự như khi mắt thấy sắc đẹp, tâm sinh dâm cuồng, khử bỏ thanh hương vị xúc thường gây tai tai hại. Người có chỉ hành đạo thì phải từ giác xa lìa chúng. Cái gì đi cho đỡ mình. Là phải tư diệt nắm thử ngăn cha. Đó là đỡ sự thanh diệt, sự giận dữ, sự mê ngủ, sự dâm lạc và sự hội hận nghi ngờ. Đối với những vấn đề như có đạo hay không có đạo, có Phật hay không có Phật, có kinh hay không có kinh, tâm ý đạt đến sự hiểu biết, trở nên thanh tịnh, không còn dễ bật tâm sản xuất chân lý, đạt tới trình độ không như là không biết, đạt được nhất thiền thì cũng như người có 10 loài bản thu đặc thoạt lý thắng thực thắng thuộc, một mình ở trên núi chẳng có ai biết, không có sợ ai, đi xa lìa được tình dục mà nội tâm quảng. Như vậy phương pháp này cũng giống như cái kinh như là sơ thiền ở trong kinh Nikaya Nguyên, nguyên thì cùng ly dục sơ thiền, chúng ta đọc lại đó, ly dục ly bất thiền pháp. Đôi đoàn trừ nắm thiên cái, thanh tù nắm thiên chi, tới bên đây nó là ngủ yêu ngủ, ngủ sự là bên này ly dục ly bất thiền pháp, bên này là từ bỏ sắc đẹp. Phương pháp nhị thiền, nhị thiền tức là vào nấc thứ hai. Phương pháp những người là thoát lý oán thù, tìm chọn thấm sơ để cứ tu, nhưng mà còn sự oán thù để tìm tới. Người tu thiền tức là hành giả đã xa mười thứ dục tình, những con sờ những thứ này tìm đến để lúng lạc vị trí hành đạo của mình. Vì vậy cả hành giả này không nên vui, cả vui đã dùng thiền để diệt ác, thiền tiến thì ác lui, bởi cái vui này là mầm của sự lo sợ. Hành giả phải diệt khi quán niệm thiền ác chậm nhau, do đó ý niệm vui và sợ đều tiêu diệt. Mười điều ác tuyệt nhất không còn ngoài duyên nào có thể xâm nhập được tâm mình. Cũng ví dụ như người đứng trên đỉnh núi cao thì không còn dòng nước nào có thể làm cho mình bị ngập lụt, cũng thế không còn sợ mưa và rồng làm cho chìm đắm. Cũng từ trên đỉnh núi đó và các dòng suối nó lũ sức từ hành đạo này mà các điều thiền do tâm xuất hiện, các điều ả không còn phát sinh được một ở phương pháp gì. Phương pháp tám thiền như thế nào? Tám thiền là gì? Tâm ý một cách kiên cố, cả thiền và ả cũng đều không chấp nhận được, không thâm nhập được. Tâm mang ngồi như người tu từ gì, từ bên trong thiền mà không phải xúc, mà từ bên ngoài thiền ác mà va tịch diệt, không còn xâm nhập được. Tâm như hoa sen rễ hoa trong bùn, cứ hoa được mọc thì còn bị lấp gì nữa. Người thực hành tâm thiền tình thì như hoa xa lìa ác niệm,
thân bất tâm điều an, an ổn để hướng về tự tự thiền. Rồi phương pháp tự thiền. Rồi đây là cả thiền và ác điều bỏ. Tâm không nhớ thiền cũng không nhớ ác. Trong tâm yên mà sáng như hạt ngọc lưu ly, như nàng công chúa từ tắm ngồi và lấy hương thơm ướp mình. Mặc xí mi mây Bồ Tát khi đã được tự thiền thì các loài ta cậu không còn làm hư hại tâm mình, đạt được tự thiền thì muốn làm gì cũng được. Phi hành nhẹ trên không, đi về nước phân tâm toàn thể, bị hỏa vàng cắt ra vào không ngăn nắp, tồn vắng tiền ra có mặt trời mặt sáng, đồng tới cả thiên địa đắc nhất thiệt ý. Như vậy chúng ta thấy trong cái ảnh hưởng từ thiên này mà con năm tấm kia để thực giả chức chức năng nhằm thân thống biển hóa. Nhưng mà cái năng ba thủ ý này cũng tương ứng động như khi dài về tự thiên thì cũng giống như tự thiên, gần như là tự thiên của cánh tự nhân sự. Nhưng mà điểm khác biệt của án ban tụ ý Khương Tân Hồ khẳng định rằng án ban tụ ý là một bản kinh đại thừa. Thiền học của Khương Tân Hồ, Khương Tân Hồ tuyên bố là thiền học đại thừa. Bởi lẽ Khương Tân Hồ viết án ban là đại thừa của chư Phật để đồ chúng sanh phiêu tâm. Mặc dù chúng ta thấy giọng như tự thiên ở trong Nikaya, nhưng mà cũng kinh Nikaya, nhưng mà Khương Tân Hồ viết trong lời tựa cuốn sách là khẳng định là an ban là đại thừa chư Phật để độ chúng sanh phiêu tâm. Và Khương Tân Hồ đã chú giải là cái lời nhận định của mình rất là rõ. Thứ hai, thiền học của Khương Tân Hồ là thiền học ảnh hưởng sâu đậm giáo lý không và chánh như của tư tưởng đại thừa mà đã diễn đạt trong tâm, diễn đạt về tâm như trong kinh trong lời tựa mà tâm không hình không sắc không có âm thanh không có tiền hào, tâm là không sao vi tiểu vân vân. Khương Tân Hồ còn nói tâm là khó tàng căn bản của các pháp. Tâm là khó tàng căn bản của pháp. Khu tâm già chủng pháp chí nguyên tàng. Chứ tàng là khó tàng. Ở đây làm cho chắc, làm cho chúng ta tin chắc rằng là kinh điển kinh năng ban thủ ý là một kinh có xuất phát từ tư tưởng đại thừa. Tư tưởng này là nằm trong kinh lăng, trong hệ thống tư tưởng kinh điển đại thừa, kinh bậc nhã, kinh duy thức hay là kinh lăng đánh giá. Như vậy chúng ta dạy từ sơ về kinh đại thừa. Kinh năng ban thủ ý là bản kinh thiền học rất sợ nằm đúng hệ thống kinh ha. Ngoài ngài Khương Tân Hồ, chúng ta còn có ngài Trí Công Lương Tiệp, có Dịch Khương kính Pháp Hoa Tam Mùi mát cái tự thiền học đại thừa. Bây giờ nói về xã bức thư. Nội dung của xã bức thư này
không? Dạ là chúng ta là chúng ta tóm tắt 6 bức thư như sau. 6 bức thư vừa lý miệng với hai vị pháp sư đọc cáo của pháp. Này. Bức thư thứ nhất, cái thước mẹ chữ này, cùng có thể xem xảo bức thư này là một cuộc tranh luận diễn ra lần thứ hai vào thế kỷ thứ năm. Chữ nào chữ này mà cứ thước bên đây đúng không? Là sẽ đã nhận không tin về về đạo Phật và sự tranh luận giữa đạo Phật và đầu nhỏ đầu lão này. Lần thứ nhất là thời mất tử thế kỷ thứ hai. Xóa xung quanh về chủ đề Phật. Nó đang học cái gì mà giờ mới giải quyết được, giờ kêu nó làm được. Thì nghỉ học bữa cũng chết hay sao? Bức thư thứ nhất là lý miệu chất vấn về đạo Phật. Nội dung xoáy xung quanh vấn đề đạo Phật là đạo nhiệm màu. Sao không thấy Phật xuất hiện ở đây? Lúc này chính là lúc Phật cần phải thể hiện. Nếu không thì hiện thì Phật là người nói xuông, không có giá trị. Hỏi thầy chính xác là cái chữ lúc đó mà chữ như đó là sao thì hỏi gì thôi, đọc cầm đạo rồi sao? Nếu Phật cũng thì hiền á, thì đó là lời nói xuống. Thì nhận được thư, thì Thiên Sứ Đạo Cáo trả lời cho Quán Thị Sư Lý Miêu. Nội dung như sao dài lắm, nhưng mà chúng tôi tóm tắt cái ý trình. Phật hiền hiền theo ba cách. Một là thân người, như sư kia Phật thì hiện ở đây là Thích Ca Mâu Ni, là minh chứng để giả hóa chúng sanh. Một là thân người, như sư kia Phật thì hiện vậy hiểu Thích Ca Mâu Ni. Hai là để giả hóa giả pháp. Ba là để lại khuôn pháp từ khuôn pháp từ. Có ba cách. Một là thị hiện rõ ràng như thời Đức Phật Thích Ca thị hiện á, tại Tỳ Tất Đa tu hành này. Một là hiện như người. Còn cách thứ hai là để lại giáo pháp. Như vậy tám tàng kinh điển là cách ngài thì hiện. Thứ ba là để lại khuôn pháp từ từ. Như vậy này, sự thì hiện của Phật mà mỗi chúng sanh cảm nhận tùy theo căn cơ của chúng sanh của mỗi thời kỳ cảm nhận như thế nào thì hiện ra như thế đó. Hơn nữa có những sự việc tuy không thấy vì đã có rồi, cho nên phải tiến theo là bị chạy. À, quá rồi nhưng mà đã tính theo cho phải ghi chép. Không thầy ghi đã quá rồi cho nên phải tính theo. Nhưng mà khi trả lời này thì Lý Miêu cũng thỏa mãn, cho nên Lý Miêu việc tiếp một bức thư thứ ba để Miêu mà nói rằng thơ này phải nhó mặt đang nổi lên công kích Phật giáo, không thể chỉ lấy lý lẽ và sách vở để ban cãi họ đưa. Hoặc là bậc chỉ thành chỉ nhân chỉ thánh và chỉ tuệ vô cùng, có lòng thương vô hà thì tiếp chi mà không hiền thân để dẹp bỏ nghi ngờ. Hơn nữa có những chuyện có thể tin vào sách vở, ví dụ như những chuyện bậc thánh không từ ngoài. Đức Phật không chỉ nói chuyện thế gian mà nói chuyện xuất thế, không chỉ nói chuyện đêm nay mà nói chuyện đêm sau, đại nói chuyện đêm sau, nói chuyện không thương con di dở tích của Phật mà phải là trùm lên cả ba đời. Tức hiện nay phải tồn tại những dấu tích này ở đâu? Chúng ta thấy nho nho đặt nhiều vấn đề rất là ác liệt, rất là sôi nổi. Và
lý luận rất là chặt chẽ. Lý luận như thế nào chúng thấy bức thư Lý Miêu trả lời họ. Đầu tiên họ ca là người Đức Phật của mình, Phật là bậc trí thân này, có trí tuệ tuyệt vời này, tuyệt vô cùng này, có lòng thương vô hạn. Nhưng mà nghèo là sao là gì? Tiệt gì ngài không thể hiện ở đây này. Để dẹp bỏ nghi ngờ, khen cho đại nhưng mà thông một câu rất là khó chịu. Rồi ông là lập luận hơn nền truyền có thể tin bao sách vờ. Thì chuyện mà đọc Khổng Tử đã nói Phật cũng phải vậy. Đức Phật không chỉ nói chuyện thế gian, nói chuyện xuất thế cũng ca nè. Không chỉ nói chuyện đời nay mà nói chuyện đời sau cũng ca lên này. Đã nói chuyện đời sau, là nói chuyện thân con thì dấu tích Phật phải trông lên cả ba đời. Tức là bắt buộc Phật phải thể hiện ở đây. Nhưng mà dấu tích này ở đâu? Tức là Lý Miêu nói chả thể không Phật chỗ nào hết. Thì để tình hình như vậy, Thiền sư Đạo Cao đã viết bức thư thứ tư trả lời mình bị nghe được tiền. Như vậy chúng ta thể đổi đáp phải cũng là những bậc trí tuệ biển thống à ha. Rồi đã Thiền sư Đạo Cao trả lời thế này: những dấu tích mà Lý Miêu hỏi chính là những người ngồi thiền trong văn, những kẻ tu hành trong thành, những người cúng kính lễ Phật bái tăng, người có tạng tháng Phật con anh. Còn là những chuyện tái mắt nghe thấy hơn thấy cả hơn nữa, thấy hay không thấy là dấu tích của sự cảm ơn. Có cảm ơn thì có thấy, không có lòng tham thì không có cảm ơn, không có cảm ơn thì không có thấy. Người thấy thì đem việc đã thấy nói cho người không thấy, nhưng người không thấy là không thấy, là không tin thì biết làm sao được. Ngài hỏi Đức Phật nay ở đâu, nếu có lòng thành, nếu bị nhìn từ trước mắt ngài, có việc gì mà không phải là việc Phật. Cho nên Đạo Cao là gì? Là dung thuyết tám, tám thân, tám thân của nhà Phật. Nhưng với điều kiện anh, chứ anh mà có lòng tin, có cảm ơn thì có thấy, có anh có lòng tin. Anh có cảm ơn làm sao thấy Phật được. Nhưng mà trả lời như vậy là gì? Lý Miêu cũng chấp nhận chưa thỏa mãn, cho nên việc bức thư thử từ năm. Thứ Lý Miêu với nhà sư Đạo Cao nhắc lại mượn những nơi ban đầu của mình có ý nói nó rằng bàn chuyện lái sinh chỉ không phải chỉ dừng là đời này. Lý Miêu mới dừng rằng chưa lần thừa vui, chưa lần ấy thừa vui, chỉ chịu thừa khổ trong dịch, trong kinh dịch để chứng minh quan điểm của mình. Bức thư từ sao? Pháp Minh, tức là Thiên sư Pháp Minh đã thay mặt Đạo Cao trả lời. Bức thư thứ năm. Pháp Minh khẳng định nhớ giáo, lão giáo không thể sánh được với Phật. Hoặc luôn. Phật chỉ thành giảng chuyện ba đời, trong khi nho phẩm chỉ dừng lại đời này. Đó là đúng như lời nhận định của Lý Miêu trong thi. Đức Phật nói đến chuyện chúng sanh trong quả sanh tử luân hồi. Từ đời này sang đời khác, nó tiếp mãi không thôi. Người mê muội không rõ lại con theo bóng của chủ, dù Phật có hoa quang chẳng đồng khắp cung khắp cũng làm sao thấy được, cũng không làm sao thấy được. Còn kinh điển Phật giáo lưu truyền ở đây đời này rồi đời sau cũng không khác như hết cái nêm tề sàng. Nên là có phước duyên, có căn thích hợp thì có thể hiểu và hành, rồi cũng có thể cảm ứng, cũng có thể thay. Pháp Minh là nhận bằng thiết cảm hoa và Đạo Cao nêu ra, nhưng lần này đưa ra một loạt ví dụ, các ví dụ đó có trong sách sự chứng minh sự cảm ứng của Đức Phật. Như vậy là tất cả Thiên sứ Đạo Cao và Pháp Minh đều dùng thuyết tám thân.
để giải thích, Phật luôn luôn hiện hữu ở đời nào. Đó là bức thư tại sao, nội dung sáu bức thư. Như vậy qua nội dung sáu bức thư thì nhân vật miệng miều xưng là Lý Giáo Trong, là Lý Giáo Trong Miều, có thể ông ta là một quan chức giáo trong. Nội dung 16 lá thư thể hiện một vấn đề liên quan đến Phật giáo, giáo trong vào thế kỷ thứ 5. Hai vị pháp sư Đạo Cao và Pháp Minh Cực Nhìn, người đệ tử của họ tên là Lý Miệu. Ngày nay chúng ta không có thông tin nhiều hơn chỉ được nửa hết á. Để mấy thầy nơi có một mới ha, dạng thân này hơi bị nhiều đó. Nhà Niệm Hoàng Xuân mà chưa phải quốc. Đến thế kỷ thứ 6 có sự kiện này đặc biệt diễn ra trong lịch sử dân tộc ta vào thời Bắc Bắc thuộc. Đó là cuộc, đó là sự kiện hí hữu. Lần đầu tiên người Việt xứng đế và giữ được nên độc lập tự chủ. Trong suốt một thời gian dài hơn thế kỷ, liên thời giá lý Phật từ dự ngôi là kéo dài 31 năm, tức là từ năm 571 đến năm 602. Người nhà nước Hoàng Xuân đã là nhà nước đầu tiên trở nên độc lập, rất tiếc là nó cũng rất là ngắn. Khi nhà nước Hoàng Xuân được thành lập thì ngôi chùa khai quốc được vua Lý Nam Đế có xây dựng thôn Y Hoa gần bờ sông Hồng vào năm 544. Khi nhà vua đặt tên nhà Hoàng Xuân, dưới thời Ngô Quyền 939 đến 914, chùa khai quốc đã được phân tu lại bởi một vị tăng có thể danh là Ngự Văn Phong, gọi là chính là Thiên Sứ Văn Phong. Năm sinh cũng biết, năm viên tịch là 956, thuộc thế hệ thứ ba, nhưng phải dòng Ngô Văn Phong. Trong lúc đang trụ trì ở đó, tăng thẩm Ngô Chân Lưu, tức là Xuyên Việt Đại Sư, thờ về tuy kheo ở chùa này, gọi là Thiên Sứ. Tuy kheo chùa này gọi là Thiên Sứ Văn Phong. Chúng ta biết là cuối thế kỷ thứ 6 là đến đất nước Hoàng Xuân độc lập nên Phật giáo Việt Nam hẳn là có sự phát triển nhất định mạnh mẽ. Những điểm quan trọng hơn nữa là vào thế kỷ này, tức là thế kỷ thứ 6, nhân nước Hoàng Xuân 580 thì sứ Quảng Duyên đang dạy dỗ đồ chúng ở chùa. Và có một sự gặp gỡ giữa Ngài Ni Đa Lô Chi với sứ Pháp Thiên đang tu học tại chùa Pháp Vân, đánh dấu việc mở đầu cho một thiên phái Ni Đa Lô Chi ở Việt Nam ra đời. Rồi đến năm 820, Thiên Sứ Vân Thông tạc tích tại chùa Kiện Sơ, được Thiên Sứ Lạc Đức ở chùa này bằng tên phục vụ. Đó là cột mốc khai mở thiên phái Vân Thông trên đất Việt. Như vậy á,
từ thế kỷ thứ 6 mới đến thế kỷ thứ 9 nha. Chúng ta thấy có hai dòng thiền du nhập vào Việt Nam, đó là dòng thiền Tỳ Ni Đạo Trì do tổ sư Tỳ Ni Đạo Trì từ Trung Hoa đến chùa Pháp Vân đã khai sáng dòng thiền Tỳ Ni Đạo Trì. À, đến thế kỷ thứ 9 có thiền sư Vô Ngôn Thông. Nhắc lại này. Đến thế kỷ thứ 6 có thiền sư Tỳ Ni Đạo Trì từ Ấn Độ đã đi qua Trung Hoa. Tỳ Ni Đạo Trì là người Ấn Độ được qua Trung Hoa gặp tổ Tấn Sáng, rồi sau khi học đạo tổ Tấn Sáng sang Việt Nam học đạo giảng dạy thiền, khai sáng ra dòng thiền Tỳ Ni Đạo Trì. Đến thế kỷ 9 có sự kiện là thiền sư Vô Ngôn Thông từ Trung Hoa sang Việt Nam đến chùa Kiến Sơn và khai sáng ra dòng thiền Kiến Sơn, tức là dòng thiền Vô Ngôn Thông. Nên đây mình nhắc đi mày bị dễ hiểu, còn dư khi tôi nói mày bị từ hai thứ khác nha. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi được khai sáng trong ngôi chùa Pháp Vân, và chùa Pháp Vân trở thành đại bản doanh của dòng thiền này, có trụ sở chính để pháp tịch của dòng thiền này. Cho nên dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi còn được gọi là dòng thiền Pháp Vân. Đó, một tên gọi mẹ có nhiều khi tôi nói Pháp Vân là mày vì thể hiệu Tỳ Ni Đa Lu Chi ghi chủ là nó nghe từ là này rồi thôi. Cùng thế dòng thiền Vô Ngôn Thông vào Việt Nam vào thế kỷ thứ 9 định khai sáng ra dòng thiền Vô Ngôn Thông tại chùa Kiến Sơn, và chùa Kiến Sơn là đại bản doanh của dòng thiền này, cho nên cũng gọi là dòng thiền Kiến Sơn. Đó chứ. Trong một bối cảnh chính trị xã hội của đất nước ta, việc thành lập hai thiền phái này có sự khác biệt, nhưng điều thể hiện sự dày bén của người Phật tử Việt Nam thời bây giờ với những yếu tố đóng góp tích cực trong việc phát triển văn hóa cũng như đường hướng xây dựng quốc gia Đại Việt ổn định và hòa bình. Thứ hai là dở về của cộng đồng Phật giáo trong các biến cố chính trị quân sự thời kỳ này này. Đó, này dẫn dắt cho những người Phật tử Việt Nam tham gia đóng góp tích cực để xây dựng đất nước Việt Nam độc lập tự chủ thực sự, bắt đầu từ năm 1938 sau chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Mục Quyền. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu về dòng thiền Vô Ngôn, dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi. Okay. Theo kiếm bác ạ, nãy giờ giới thiệu sơ lược về bối cảnh lịch sử xã hội. Như vậy từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9 của Vinh Mạng Thế Quyên có hai bước chuyển mình rất lớn, đó là có sự thành lập hai dòng thiền. Đầu tiên đó là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi vào thế kỷ thứ 6, dòng thiền Vô Ngôn Thông thế kỷ thứ 9. Thế thì Tỳ Ni Đa Lu Chi là ai? Tỳ Ni Đa Lu Chi năm sinh là năm dương lịch 594, là người nước Nam Ấn, dòng dõi là Bà La Môn, từng đi khắp Ấn Độ tìm thầy học đạo,
sau đó chồng về đi về Đông Nam, Nga điện Trung Hoa, Nga điện Trung Hoa, góc Ấn Độ mà Nga điện Trung Hoa, tổ tăng sáng, đồ đạo. Sách Thiền Uyển Tập An là bộ sự đầu tiên của Phật giáo Việt Nam ghi nhận. Tiền ý đạo chi là dòng dõi Ba La Môn gặp người Nam Thiên Túc đi qua Trung Hoa vào năm Nhâm Ngọ, năm 560 người Hàn. Niên hiệu Đại Kiến, Nhà Trần, Đô Điện Trường An. Vào năm 574, khi Phật giáo bị vua võ đế đa ngáp, thì Ngài Tỳ Niêu Chi đi về đất nghiệp Hồ Nam. Hồi đó là tổ thứ ba dòng thiền tông Trung Hoa là Ngài Tăng Sáng. Ngài Tăng Sáng, Ngài cũng là tị nạn ở đây luôn, do bị pháp nạn võ đế đang ở Phật giáo. Ngài Tăng Sáng thì tị nạn ở đây, ở tại núi Tư Không. Khi Ngài Tỳ Ni Đa Lâu Chi gặp tổ Tăng Sáng thì thấy phong độ phi phàm, liền chấp tay lễ lại ba lần. Tổ vẫn ngồi yên, không nói năng gì. Trong lúc chờ suy tư, tâm bọc mở mắt ra, mở ra, như cả chỗ sở đắc, Nga liền quy xuống lại bá lại. Tổ cũng không, tổ chỉ gật đầu ba cái mà thôi. Rồi Ngài liền lùi ba bước thưa rằng, đệ tử từ trước tới nay chưa có cơ hội, xin Hòa Thượng từ bi chỉ cho đệ tử được theo hầu bên tạ hữu. Như vậy tên yêu chi là đảnh lệ tổ Tăng Sáng và là xin được hầu Ngài tạ hữu đó. Tổ Văn Hoa, ông mau mau đi về phương Nam mà tiếp xúc với thiên hạ. Cái người làm hồi xúc trước tôi đó là đây 4m8 hằng xuống là xuống gần 2m, xuống 10 con luôn. Ông đi về phương Nam đi. Tôi đi về phương Nam còn nghĩa là từ Trung Hoa mà đi về người ta gọi là về phương Nam. Đến chùa Chạy Chìa Quảng Châu. Ngoài cửa lớn ngang ngoài cửa giữa. Vào lại. Rồi sau đó đi về phương Nam rồi hỏa đạo. Thì Tỳ Niêu Chi nghe lời và trong thời gian đó Ngài đã làm cái đó sao đi, làm cái bài chia ra 12 giờ tấn này buộc kính tường đo tính xa nghiệp tỏ phá biệt đến tháng 3 năm Canh Tị niên hiệu Đại Tương thứ hai 580 thì vào đến nước ta. Ngài đến chùa Pháp Vân. Ngài đến chùa Pháp Vân. Ở đây và dịch thêm kinh tổ tổng tỳ tam tỳ tam á. Còn tiếng xong mình ráng học cái gì sao? Sáu sao? Thì khi đến giáo trao, trước tiên là đến chùa Chạy Chìa Quảng Châu. Ở đó 6 năm. Trong thời gian đó, Ngài đã dịch các kinh tường đầu tính xã nghiệp bảo sát. Đại biểu. Thực tế, sau đó, Ngài đến chùa Pháp Vân vào tháng 3 năm Canh Tị. Và ở lại đây 14 năm luôn đó. Ở đây dòng Ngài dịch kinh là Đại Thừa Phương Quảng Tổng Ti và gặp phân giáo hóa. Người mà đệ tử đắc pháp của Ngài đầu tiên đó là Thiên Sứ Pháp Hiền.
Yêu tôi nói vào năm Giáp Giang Ni hiện khai hoang thứ 14 đời nhà Tùy thì ngài biến tịch sau khi khi để dành cho Pháp Hiền tiếp luôn Pháp Hiền làm lễ trả ti phú xả lời nắm sắc sẽ Pháp Thơ Thiên Hóa Tây Ni đã chia truyền thơ liên tục suốt đến 19 thế hệ hoạt động trên đất nước Việt Nam ta là vô giữa nói đi, nói đi không quỳ từ năm 1633 đọc tiếp đi họ đang phải là thiết kế hoạt động trên đất nước Việt là 633 năm lộn nhắc lại truyền thơ 19 thế hệ hành quý những nguyên hành ti cho hoạt động trên đất nước Việt là 633 năm một khoảng thời gian rất là lâu từ lúc nước ta còn trong năm trong sự nội thuộc phương Bắc đến lúc giành được độc quyền độc lập tự chủ và cũng có phát triển một nền văn hóa độc lập tức là gì nó được thành lập cuối thế kỷ thứ 6 và nó hoạt động đến thế kỷ thứ 13 là khi mà tranh nhân tâm sáp nhập dòng thiền vô ngôn thông dòng thiền tinh đi đâu chi dòng thiền thảo đường dòng ba là dòng gì dòng thứ ba đó thành một thiền phái mới có tên gọi là thiền phái tục làm bao thế kỷ thứ ba từ rồi nguyên tập từ bên đây phải không đúng rồi nguyên tập từ bên đây nói dòng ba từ giáo viên tại sao nó nói kỳ vậy về đặc điểm của dòng thêm cây nín đa lâu trên nè thao sử đi căn sử niên bác hả cây nín đa lâu chi là du học nhị thập nhị nhật du phương học đạo ở Ấn Độ để khi đi về phía nam thì gặp tổ tăng xá nghe lời tổ đi về phương nam như hồi đã nói ngài đã dịch các bộ kinh đường đạo tinh xá nghiệp báo sai biệt và đại thừa phương quảng tổng trì được lúc viên tịch thì ngài dặn do thiên sức và phiền trên tinh thần là tiện tâm minh của tổ tám tổ thắng xa cả yêu cầu đó được thể hiện góp phần cho thầy tư tưởng Phật giáo của Tây Ni Đao Chi và tư tưởng thiền học theo phương hướng mật gia có chứa đựng những yếu tố mật gia một cái đồng giá như này có mấy tờ giấy cứng cứng nè bỏ ra có chuyện rớt vô liên tục phía dưới cùng có sắp giấy cứng địa cứng hay anh đọc bán đúng không giấy cứng hay cầm để đọc sớ đọc đồ ăn cầu siêu đó Thiền phái này truyền thừa được 19 thế hệ. Thế hệ thứ nhất là Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thế hệ thứ hai là Pháp Hiền. Thế hệ thứ ba là Huệ Nghiêm. Người truyền thừa Pháp cho Thanh Biện của thế hệ thứ tư. Huệ Nghiêm là một trong những 300 học trò xuất sắc của Ngài Pháp Hiền.
sống đồng thời cùng với Ngài Pháp Đăng, trực đó vốn đã là thầy của Thánh Biển. Huệ Nghiêm ở chùa Sông Nghiệp, con Pháp Đăng ở chùa Phổ Quang. Có thể Pháp Đăng cũng là học trò của Pháp Hiền. Như vậy chúng ta thấy học trò của Pháp Hiền là có đến 300 học trò, mà Pháp Hiền là đệ tử đầu tay của Thiền sư Tê Ni Đa Lũ. Chúng ta thấy là đến thời kiểm đai thế kỷ thứ 7 Tăng Ni đã đóng rồi mà Tăng Ni ở Pháp Hiền mà. Thế hệ thứ tư là Ngài Thanh Biền. Thế hệ thứ năm là một người khuyết lục. Thế thì sao một người khuyết lục cũng đi rõ tên, thiệt lực lắm biệt tên ai đó. Thế ngày thứ bảy là có Ngài Lắm Tuyền, chùa Lắm Dương. Thế thứ tám có Ngài Định Không, có hai người thiệt lực. Thế thì chính có Thắng Thiệu và hai người thiệt lực. Tấm số này có thể là Ngài Phụ Trì chùa Lắm Thọ, thầy của Pháp. Thế thứ mười thì có Ngài Lá Quỷ An, phần Maha Maya và một người tuyệt lực, có thể là Ngài Vô Ngại thầy của Xuân Phạm. Thế thứ 11 có Thiên Âm, có Xuân Phạm và hai người tuyệt lực, có thể là Ngài Trị Hiền giáo sư của thầy Đạo Hành Học Bảo thầy của Thương Trọng. Thế thứ 12 có Ngài Bằng Hành, Thiên Sứ Bằng Hành ấy, với bài Không Như Thánh Như Điện Ảnh Hữu Ông Vô. Cái cuộc đời sự nghiệp là người viết tầm 77 bao nhiêu bản thì không biết bản nào đúng. Vàng vật súng vinh thu khô nhằm bằng tình sư vô vị. Thầy sư như lộ thạc ô khô. Có Ngài Đình Tuệ, Ngài Đào Hành, Thiên Trân và hai vị cuộc lực. Thế thứ 13 có Ngài Lợi Sinh, Thiên Nam, Thiên Thông, Bân Văn. Thế thứ 14 có Ngài Khánh Hì và bốn vị khuyết lực. Có thể là Ngài Tình Giang, Tình Như và hai người bạn đồng môn là Quảng Phúc và thầy Dạy Không. Thế thứ 15 có Ngài Dạy Không Pháp Dung. Đó, có lẽ và một người khuyết lực có thể là Ngài Thạc Nhất Chúa Tịnh Lự. Thế thứ 16 gồm có Thiền Sư Trị, chữ sau bị mất rồi, Chấn Không, Đào Lâm. Thế thứ 17 gồm có Dư Nhiên, Viễn Học, Tình Thiền và một người khuyết danh có thể là Ngài Viễn Thiên Ngạc, người đã chỉ dạy Viễn Thông. Thế thứ 18 có Ngài Viễn Thông. Thế 19 có Ngài Ý Sáng. Như vậy nó truyền thơ được 19 thế hệ tồn tại 6 tháng là phụng vị. Rồi thì bây giờ chúng ta đi vào tư tưởng thiên học của Tí Ni Đa Lu Chi. Con quỳ nghe này vào hết cái chữ này. Chữ tạo gì để dưới đích phải không? Đúng rồi, cuối cùng. Chữ phụng vị cái nào chứ? Chữ vị chạy đâu rồi? Để lúc này là xuất thái này phải không? Là tự động tái này phải không? Tư tưởng thiền học của dân thiền Tí Ni Đa Lu Chi là tư tưởng gì? Nó thêm à? Cái con tạo. Chúng ta biết tư tưởng thiền học của dân thiền Tí Ni Đa Lu Chi là căn cứ vào ba phẩm kính cơ bản. Một là tiền đau tính xả. Hai là nghiệp báo sai biệt. Ba là tập tri tam ma địa, hoặc trong tên gọi đời gọi là đài thừa phướng quạt tập tri. Ba là dòng này nằm sao? Ngang chữ xuất thế đi, kiểu biên tập nó ngang chữ xuất. Như vậy á, ba cuốn sách này là công trình của Nga Tí Ni Đa Lu Chi phiên dịch và giải thiền. Cho nên là nói tư tưởng thiền học của dòng thiền này phải. Bây giờ cho nó bằng chữ tế đi.
không tập trung nghiên cứu ba kéo hai cái này sẽ lên chút đi nó cho nó bằng chữ tế hay gì đi một là tư tưởng bồ đề siêu việt lấy sát ra ngoài đi tại vì đây nó có cái gì rồi à bồ đề siêu việt tư tưởng bồ đề siêu việt này nó xuất phát từ bản tính là tường đau tính xả một cuốn kinh dạy về thiền học của dòng thiền kinh này nói về bản chất của sự giác ngộ mà bản chất của sự giác ngộ chính là bồ đề như vậy bồ đề là sự giác ngộ của đạo thiền bản kinh này có một đoạn kinh này rất quan trọng vì thế nó sẽ liên hệ về hệ thống tư tưởng bát nhã trong kinh ghi lại trong kinh từng đầu tinh xả ghi lại Phật Bà Văn Thù Sư lời bồ đề nó siêu việt tám giới siêu việt ngôn ngữ siêu việt quán từ không cần địa điểm nếu là nửa Văn Thù án trụ vào nơi không án trụ tức là án trụ bồ đề án trụ vào nơi không chấp trước tức là án trụ bồ đề án trụ vào nơi không chấp trước tức là án trụ bồ đề án trụ vào pháp không tức là án trụ bồ đề án trụ vào nơi chân lý tất cả các pháp không có thể tướng tức là án trụ nơi bồ đề án trụ nơi vô lượng tín tức là án trụ nơi bồ đề án trụ nơi không tăng không giảm tức là án trụ bồ đề nghe nghe đoạn này này hơi hướng giọng kính kim cang ha hệ thống kính kim cang bậc nhà lại nữa đoạn này mới quan trọng kẻ trí phải lấy thiền làm thể cho nên kính này tập trung dạy thiền lấy thiền làm thể thiền trí phải bình đẳng không có sự phân biệt bởi vì nó là phương tiện phải quán âm ngũ âm nhập tích nhập bạc giới 12 nhân duyên sự lưu hành sanh tử về các hình tượng thiền ngã như hiện hóa không phải hữu không phải phải vô kinh nào dạy về các pháp thiền quán tức là phương pháp thiền quán nội ngoài để phá tri chấp trước hiểu không rồi chúng ta thấy này mười pháp quán này có khác gì với là thiền học của Khương Tăng Hồi ấy không à, thế kỷ thứ ba bởi vì ngay trước kỷ mười pháp quán của Đi Ni Đa Chi nó khác gì vì thiền học của ngài Khương Tăng Hồi ấy không một quán nội giới của thân là không à, tôi nói chậm ấy nghe mày ký này. Hai quán ngoài giới của thân là không ba quán các pháp trong và ngoài đều là không bốn không bị chấp trước vào nhất thiết trí năm không bị chấp trước vào những phương tiện tu hành sao là không bị chấp trước vào địa vị tu chân bảy không chấp trước vào sự thanh tịnh đạt được do sự hành đạo lâu ngày tám trụ ở bát nhà ba la mật chín không bị chấp trước vào công việc dạng luận cao siêu giáo hóa mười quán cả chúng sanh phát khởi từ bi và lòng lắng mặt mà vì về nhà từ đồ chiều các pháp lục
đồng món của Nga Khương Đăng Hồi ở bên mươi Pháp nơi quán nơi ngoài dễ của Tiên Nguyên Chi có định khác. Thứ ba chúng ta thấy là tư tưởng này là hưởng hề tư tưởng bạc bạch nhà. Thứ tư tưởng thứ hai đó là nói về tấm bản. Tấm bản là một tư tưởng cũng hết sức đặc biệt của dòng Thiền Tịnh Ni. Thì Nga Tịnh Ni Đa Lưu Chi là người dùng khái niệm tấm bản sớm nhất trong lịch sử thiên hạ. Chúng ta ai nói chuyện tấm bản nó xuất phát từ Ngài Tịnh Ni Đa Lưu Chi. Tấm bản là từ xuất hiện sớm nhất trong lịch sử thiền. Danh từ này thực chất nó xuất phát từ kinh điển Mật giả, đó là kinh Đại Nhật. Một bản kinh của Mật Tông nói về tấm bản như sau: Đối với mọi lời dạy của Phật không như là không nắm được tâm hiểu. Nếu có thể duyên giữ được tấm bản ấy để mở rộng tất cả các pháp môn, đó gọi là người đã thông đạt được tám thường. Như vậy tấm bản ở đây chính là tín hiệu, là mật thị của kinh Đại Nhật. Tấm bản chính là mật hiệu, là tín hiệu của kinh Đại Nhật. Trong khi đó thì tấm bản là cái đối với mọi lời dạy của Phật không gì là không nắm được tín hiệu. Nếu có thể giữ gìn được tấm bản để mở rộng tất cả pháp môn, đó là người đã thông đạt tám thừa. Tấm bản ở đây chỉ là tín hiệu mật thị của kinh Đại Nhật. Tấm giới thiên gia danh từ tấm bản sau này còn nghĩa là đối tượng của sự trao truyền trực tiếp từ thầy sáng tạo. Trong thiền môn danh từ tấm bản sau này còn nghĩa là đối tượng của sự trao truyền trực tiếp từ thầy sáng tạo. Anh còn nghĩa là sự quyết định, là khuôn dạo ẩn, dạo ẩn là khuôn dạo tượng trưng cho sự chấn truyền và chính thống. Sự trao truyền này là tín hiệu của sự giác ngộ, nó được thể hiện bằng tâm và được thực hiện giữa tâm với tâm, từ người thầy trực tiếp đến người trò. Như vậy chúng ta thấy này, tăng sạng đã trực tiếp trao truyền tấm bản cho Ngài Tịnh Ni Đa Lưu Chi, cũng như Ngài Tịnh Ni Đa Lưu Chi đã trao truyền tấm bản trực tiếp cho ai? Cho Ngài Pháp Hiền Đệ Tử Đầu Tay, mà không qua một trung gian nào trực qua một trung gian giảm trực nào cả. Như vậy kinh Tượng Đạo Tinh Xá là một bản kinh thiền học đầu tiên mà được Tịnh Ni Đa Lưu Chi giảng dạy trong khi tuyên bá dòng thiền Tịnh Ni Đa Lưu Chi. Trước đó chúng ta có bản kinh An Bang Thủ của Ngài Khương Tăng Hồi vào thế kỷ thứ ba. Như vậy Tịnh Ni Đa Lưu Chi đã dạy cho tông lâm thiên chúng thời đạo Đức Bá Tâm Tăng Sĩ đang học tập thiền quán với thiền sư Quảng Duyên.
như vậy tại cái chùa Phật Quán này này ngài của anh Viên trụ trì rồi có đại giải thiền rồi thì ngài Pháp Vân đó thì ngài thì nếu chi đẹp ngài tiếp tục khai sáng ở dòng thiền thì nếu chi tại chùa Phật Điềm Đăng nói là gì? Kính tượng đạo tính sàng có liên hệ đến hệ thống kính điện bạc. Trong 55 một mét phải không? Liên hệ đến thiên. Không có cái thước, không có đo được cái chiều cao của nó. Nhớ. Quan điểm này của dòng thiên tiên nếu chi đó là siêu việt nó. Kim cũng ra. Cái thước cũ trong đây mà nó kim cũng ra. Nó hai thùng trong đây mà kính tượng đạo tính sàng nói về bản chất cái sự giác ngộ như sao? Trong cái thùng này có một thùng trong đây nữa nè. Hai thùng nhiều hơn. Ủa vậy đó hả? Vắng từ xưa là bồ đề siêu việt món người, siêu việt vắng từ, không cần có điểm từ. Quan điểm này phù hợp với quan điểm tấm bản của kính đại nhật bên mật giả, kính điển là thần giả, tính nghĩa của thần giả chính là tấm, tấm bản. Tấm bản cùng siêu việt kính điển và siêu việt thánh thánh giáo là cho nên chúng ta cũng ngạc nhiên như khi nói trong thiền dạ ngoài biệt truyền bất lập quán tự tự chỉ nhân tâm kiến tạo thành Phật của Bồ Đề Đạt Đạt Ma là nó liên hệ một dòng chảy như vậy. Tuy nhiên các dòng thiền vào Việt Nam chưa bao giờ buông bỏ kinh điển hết. Nào, kinh điển chính là điểm tựa để ngộ đạo, đạo thiền. Nào. Cho nên Việt Nam mình gọi là thiền giáo sống, sống hành. Nào. Mục đích của thiền là giác ngộ, chứ không phải là chữa chấp kiến, kiến thức, chấp chặt vào kiến thức. Đó. Câu chuyện ngộ đạo của Pháp Thiền đối với ngài ngộ đạo thiền với ngài Tín Ni Đa La Chi chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy rất là dễ hiểu. Khi mà Tín Ni Đa La Chi đến chùa Pháp Vân giảng dạy thì trong lớp 300 người có ngài Pháp Thiên là nổi tiếng là người thông minh, đời hình tượng cũng trang nghiêm, đẹp đẽ, gây ấn tượng. Cho nên ông Tín Ni Đa La Chi ông mời gọi và Pháp Thiên và Thiên là gì phải tư cách thông minh chứ chưa biết tên Nga Pháp Thiên là ai. Cho nên mới giống như những dạng tiếp khác lập dài về thầy ái cũng nào tán nghiêm đẹp đẽ những dây hỏi tên quét đây khi nữa đó ngài hỏi Pháp Thiên á và định dây hỏi thầy là tỉnh gì, thầy tỉnh gì có nghĩa là thầy là họ gì tên gì đó đã vì ông cho nên con mãn phương người của phương người của Trung Hoa thầy tỉnh gì, tức là ý nói là ngài Phật ngài Tín Ni Đa La Chi chưa quen thành Việt này 5m45 1m1 cho nên nói ngôn ngữ Trung Hoa từ tỉnh có nghĩa là họ 545 với 110. Nhưng mà ông Phật Thiên á, ông là tư chất thông minh, ông tưởng á, là Nga Tín Ni Đa La Chi kêu mình về hỏi đi hỏi tên, hỏi tỉnh á, là nghĩa chữ hả, bởi vì thấy không? Là tỉnh là thề tỉnh, tức là phàm trụ tiết, tiết học. Cho nên á, ông Phật Thiên á, ông không trả lời á, có ông tên là Phật Thiên, mà ông lại chuyển qua hỏi ngược lại. Là hoa thường tặng gì, là hoa thường tặng gì. Hoa thường tặng gì. Vì Pháp Thiên là thông minh, tư chất minh cho nên cái nghĩa ông đâu cũng thay ông hỏi mình tên tuổi, mà hỏi mình tỉnh gì. Thì thể tỉnh làm sao biết nói,
cho nên là hôm nay ông hỏi ngược lại thầy giả đây thầy hòa thượng tặng gì thì ni đâu chim hòa này thầy không có tặng à mà vì thầy Phật Hiền vậy thầy không có tặng à Phật Hiền mà nói tỉnh thì sao lại không có thể tỉnh nào có hết nhưng hòa thượng làm sao mà để biết được à, thể tỉnh nào không sao hòa thượng biết được thì nếu chỉ quát lên biết để làm gì biết để làm gì thể tỉnh biết để làm gì Phật Hiền á mà bằng tinh ngộ đây là cao thủ rõ lắm rồi sụp xuống lại và khi đó dẫn được tâm trí là thôi ok tâm trí đã rồi Phật nói đi chỉ bắt đầu phân tích nha bắt đầu phân tích chúng ta thấy này vô ba tâm lập pháp bình thường thì nếu chỉ thấy là pháp thiên là tăng tệ khối ngô tụng tu cho nên là gọi tên hỏi ông là tên gì cách đơn giản thôi ông là tên gì thì ông Phật Hiền ông là tư chất thông minh ông nghĩ ông đâu là ngay danh tịnh tiên chi là từ Ấn Độ qua Trung Hoa Trung Hoa qua Việt Nam vô đây dạ chạy hai sản trên trả là đi hỏi chuyện tên tuổi bình thường vậy cho nên rồi này thầy chỉ thầy tỉnh là ngay là tỉnh gì cũng đâu nghĩ tham tư việc hả mà trong lòng Phật Hiền mình nghĩ việc học tham tu thể tánh là tu trường việc học cũng sao có cụ thể mình nói được cho nên đặt câu hỏi này quá khó nên em hỏi ngược lại ông thầy hòa thượng tánh gì nhưng mà bậc thầy mà ta đúng cách để ta trở lên tên mình khi nào mà tên đi đau chi mình thầy mà thầy là thêm thầy cũng có tặng nè thầy cũng thầy là tặng gì nè thì ông hỏi là câu hỏi đơn giản tôi muốn biết thầy tên gì sao thầy không nói thầy không có tên hết sao ý của Nga tên đi mình nói có thêm vậy đó thôi hiểu bằng tỉnh đâu muốn định tên binh diện đam luận về triết học tức là thể tên nói thể tên thì ai lại không có đó tìm cái khi nói câu này là loại là càng khẳng định cho tìm chi hiểu rõ rằng ông Phật Hiền đã hỏi đã hiểu sai vấn đề mình đó hỏi à, thể tên thì ai lại không có tôi nói về thật tánh á thể nhưng hòa thượng làm cách nào để biết được thể tánh đó ha cho nên là như câu nói này này một Phật Hiền à, mà tin nữa chỉ nhận ra tư hoài một đường ông là người học trò ông cả một ngã à, ở đây tin nữa chỉ mình giảng cho Phật Hiền một câu với đòn sẵn tị để đập tan để tư tưởng nghĩ chúng ta việc học chúng quá biết cái thể tánh này làm gì à, cái tu tưởng là câu tức là câu biết biết đây làm gì ngang đây thì là Phật Hiền là ngồi liền đó thầy cũng thấy quạt là nghe là ngồi liền chạy ra là mình đã hiểu sai ý của thầy cũng thầy cũng hỏi tên tuổi bình thường của mình thì mình cứ chạy qua phạm tu biết được không đó thì khi mà nghe chồng băng keo đó kẻ số ba thì ní đã lâu chi quạt là biết để làm gì là trong khoảnh khắc đó Pháp Hiền ngộ đạo đồng nghĩa là được truyền tâm tâm mạng cho nên cười xuống lại ba lại đó. Và trở thành đệ đắc pháp đầu tiên đệ tử đầu tiên của giam thiên thì như đa lũ đi tìm như vậy mới bị hiểu chứ à, cho nên là sau này này dâm thêm tiếng chi truyền nhiều thế hệ cũng có một rơi vào một trường hợp tương tự lại là cuộc đàm thoại giữa Huệ Nghiêm thế hệ thứ ba và thứ tư của dâm thêm tiếng này đâu chi Nga thân biển thì rất sai xưa mê kinh Kim Cang Bạc Nhã Ba La Mật nhưng vì học kinh này rất kiểu tư chưa nên nó không đạt được tính nghĩa của kinh thì khi tìm đến là vì thầy ở bên Huệ Nghiêm tại chùa Xung Nghiệp Huệ Nghiêm hỏi thế ông cái gì thế ông thì ai đã nói kinh này thanh biển nói không phải chính Phật Thích Ca Như Lai đã nói kinh này sao Huệ Nghiêm mà nói rằng
trong kinh có câu như ai nói rằng Như Lai có thuyết pháp kể là người bài bản thật, không hiểu điều ta muốn nói. Vậy là ông hãy nghĩ cho kỹ đi. Nếu nói kinh này không phải là Phật thuyết thì là như bà kêu ông giữ mà ông hỏi kìa. Tức là hủy bản kinh á. Nếu nói kinh này do Phật thuyết thì là hủy bản Phật. Ông hiểu thế nào nó mau? Nó mau. Thanh biển là ông mình định nói thì hơi nghiêm lý. Lấy chiếc khoác trăng đánh cho một cái vào miệng. Thanh biển bỗng nhiên tỉnh ngộ và cúi xuống làm lễ. Thì để ngang đây là tạm nghỉ ha. Khi sao mà tiếp ha, khi sao mà nhiều thứ đây là nói cho hết trong thiên này luôn. Tạm nghỉ nữa ha. Câu chuyện còn dài nhiều thứ để muốn nói cho mày vì là nhưng mà thời gian không có. Còn nhiều còn một vài tư tưởng của dòng thiên tinh ấy đang tin nè ha. Để thứ ba tuần sau chúng ta nói tiếp. Như vậy nhẹ tôi ngã thằng này ha. Thì lần sau nhắc nói mở về tư tưởng này. Đến đây hồi hướng ha. Như vậy dòng thiền tinh nó chi là dòng thiền đầu tiên của nền thiền học đang có những đặc điểm. Đây chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về phóng tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.